Xin kính chào quý ông bà, cha mẹ và các anh chị. Chương trình tin mừng hôm nay do giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp thực hiện cùng có. Chia sẻ tin mừng với cha Thomas Hà Quốc Dũng. Thánh ca, tin tức công giáo. Sau đây, xin kính mời quý ông bà, cha mẹ và anh chị cùng xem. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Lạy Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các tông đồ rằng: Này, Thầy sai các con đi như những con chiên ở giữa sói rừng. Vậy các con hãy ở khôn ngoan như con rắn và đơn sơ như bồ câu. Các con hãy coi chừng người đời, vì họ sẽ nộp các con cho công nghị và sẽ đánh đập các con nơi hội đường của họ. Các con sẽ bị điều đến nhà cầm quyền và vua chúa vì Thầy, để làm chứng cho họ và cho dân ngoại được biết. Nhưng khi người ta bắt nộp các con, thì các con đừng lo nghĩ phải nói thế nào và nói gì, vì trong giờ ấy sẽ cho các con biết phải nói gì. Vì chưng không phải chính các con nói, nhưng là chính thần khí của cha các con nói trong các con. Anh sẽ đem nộp giết em, cha sẽ nộp con cái sẽ chống lại với cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. Vì răn Thầy, các con sẽ bị mọi người ghen ghét, nhưng ai biện đỗ đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu độ. Khi người ta bắt bớ các con trong thần này thì hãy trốn sang thần khác. Thầy bảo thật các con sẽ không bị khắp hết các thần Israel trước khi con người đến. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lạy Chúa. Thầy nói kính chào tất cả quý ông bà và anh chị em. Hôm thứ Tư vừa rồi, con có đi lễ an táng của một anh thân niên 24 tuổi thôi, ở bên nhà thờ Thánh Phêrô bên kia. Thì anh ta nghe nói là tối hôm đó rất là bình thường, rồi tối hôm đó đi ngủ sáng 4-5 giờ sáng đó, thì gia đình nghe một tiếng động nào đó đó, vô trong thì thấy anh nằm sấp mặt xuống và đã đi rồi, không còn sống nữa. Và cái thánh lễ sáng ngày hôm đó rất là xúc động, những người trong gia đình rất là trẻ trung, và thấy sự ra đi của anh như thế cảm thấy rất là đau buồn, vì không còn nhìn thấy người em của mình hay là người bạn của mình nữa. Và ngày hôm nay cũng vậy, chúng ta được cầu nguyện cho linh hồn Giuse, một người trong gia đình của đây. Chắc chắn ai trong chúng ta cũng thấy là sự ra đi của người thân là một điều rất là khó chấp nhận. Nhưng tâm trí chúng ta phải nhìn như thế này, trong đức tin mà chúng ta đã lãnh nhận, nói cho chúng ta sau cái chết có sự sống khác. Sự sống này khi con người tin vào Thiên Chúa thì họ sẽ được gặp Thiên Chúa và hưởng tôn nhan muôn đời, sẽ không còn đau khổ nữa. Và đó là điều mà chúng ta được mời gọi trong ngày hôm nay khi chúng ta tới nhà thờ, đó là chúng ta tin tưởng Thiên Chúa đã chết cho con người chúng ta, và nhờ cái chết của Ngài mà chúng ta sau này sẽ được nhìn thấy vinh quang của Ngài trên nước hàng sống. Kính thưa quý bà và anh chị em, đúng vậy, chính nhờ đức tin này mà chúng ta đã đón nhận bởi các thánh, nên chúng ta đã phải tạ ơn Chúa vì chúng ta có đức tin đó. Khi phái đoàn của chúng con đi tới Vĩnh Long thì một cha ở Vĩnh Long dẫn chúng con tới một nơi mà thánh Philippe Nguyễn Văn Minh, Ngài bị xử trảm ở đó. Thì câu chuyện của Ngài như thế này, đó là khi mà quân lính tới bắt bớ Ngài tìm không thấy Ngài ở đâu cả, và đánh đập ông Từ, đấm đục ông Từ, và ông Từ la đau lớn lắm. Khi mà nghe như vậy, thánh Philippe đã phải đi ra để mà họ, để can họ, để họ đừng đánh ông Từ nữa. Thì khi mà Ngài đi ra như vậy thì Ngài quân lính bắt được thánh Philippe, đánh được Ngài kinh khủng lắm và cho Ngài vô tù và
cuối cùng đi ra trước dân chúng đã xử trảm ngài để cho người ta biết tin theo ông Kitô sẽ là kết quả như thế này. Đúng vậy, nếu chúng ta nhìn vào lịch sử của giáo hội chúng ta và trong cả Kinh Thánh nữa thì chúng ta thấy biết bao nhiêu người đã bị bắt bớ, bắt đầu từ Chúa Giêsu, ngài tới với con người chúng ta, ngài công bố về nước Thiên Chúa, và ai tin vào Thiên Chúa thì họ sẽ tìm được sự sống trong đời sống của họ. Và Chúa Giêsu đã bị bắt bớ. Chúa Giêsu đã bị bắt bớ và tất cả những ai theo Chúa đều bị bắt bớ như thế. Như các tông đồ đã nói lên tôi tin Giêsu và các ngài đã bị giết chết. Và chúng ta tạ ơn Chúa vì chúng ta có 117 thánh tử đạo Việt Nam. Và qua các thánh tử đạo Việt Nam chúng ta đã đón nhận đức tin mà chúng ta đã có trong ngày hôm nay. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, Chúa Giêsu ngài đã nói trong Kinh Thánh tất cả những ai tin vào Thiên Chúa sẽ bị bắt bớ, và ngài an ủi tất cả mọi người chúng ta điều này, đó là trong thế gian anh em sẽ bị bắt bớ, nhưng hãy can đảm lên vì thầy đã chiến thắng thế gian. Đúng vậy, trong ngày hôm nay chúng ta vẫn bị bắt bớ. Khi chúng ta sống đúng tinh thần của Thiên Chúa mời gọi tất cả mọi người chúng ta, cụ thể như thế này, khi mà Thánh Gioan Thánh Giá đi vô trong nhà dòng thì ngài thấy tất cả những anh em trong dòng sống bê bối lắm, sống bê bối đến nỗi mà ngài không thể chấp nhận cái lối sống đó. Khi ngài đi nói với các anh em không thể sống như vậy được, anh em phải sống đúng tinh thần phúc âm, phải sống khó nghèo như Chúa Giêsu và phải yêu thương anh em của chúng ta. Nhưng các anh em của Thánh Gioan Thánh Giá đã bắt ngài và cho ngài vào trong tù suốt mấy tháng trời như thế, và để cho ngài gọi là bị khổ đau. Đúng vậy, ngài theo Chúa nên ngài đã chấp nhận những sự khó khăn, những sự bắt bớ của anh em của mình. Và chúng ta thấy nhiều con người bị bắt bớ chứ không phải các thánh đâu, như đức cố giáo hoàng đức cố hồng y Francisco Xavier đó. Ngài là một giám mục của người Việt Nam của chúng ta, nhưng ngài đã bị bắt bớ sống trong tù suốt 13 năm trời. Và cách đây gần chúng ta nhất thì con thấy hình ảnh của đức giáo hoàng Francisco, ngài đã dám sống cái cuộc sống của tinh thần phúc âm. Nào là ngài không muốn gần những xe đẹp, ngài là không muốn ở trong những nhà là ngày xưa các giáo hoàng cũ đã ở. Ngài sống rất là đơn sơ, hàng ngày ngài đi làm lễ với những người làm vườn, với những người làm bàn, làm bếp ở trong nhà của ngài và ăn uống với họ. Con chắc chắn khi mà tinh thần đó sẽ có một sự thúc đẩy rất là mạnh cho tất cả những ai tin vào Thiên Chúa. Nhưng ngược lại, những con người mà đang xa Thiên Chúa, những con người mà đang sống thoải mái sẽ không chấp nhận Đức Giáo Hoàng làm những điều đó. Con không biết những ngày sắp tới sẽ như thế nào, nhưng nếu ngài tiếp tục sống tinh thần đó thì quả thực ngài sẽ bị bắt bớ một cách nào đó trong cuộc sống của ngài. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, nếu chúng ta thực sự theo Chúa Giêsu, nếu chúng ta thực sự sống tinh thần của phúc âm, chúng ta sẽ bị bắt bớ. Và ngược lại, nếu chúng ta không theo Thiên Chúa thì chúng ta trở nên những con người bắt bớ anh em của mình. Cụ thể đến ngày hôm nay chúng ta lại làm lễ cầu nguyện cho gia đình của mình. Nếu trong gia đình của mình có những giây phút gọi là con ơi, con hãy đi nhà thờ, con ơi, gia đình của chúng ta cầu nguyện mà con cái chống đối lại mình, đó là một dấu chỉ tốt, không phải dấu chỉ xấu đâu. Cũng thưa quý bà và anh chị em, để làm gì? Để cho chúng ta biết là chúng ta đang có một sự nỗ lực bước theo Chúa, sống tinh thần phúc âm thì chúng ta chắc chắn sẽ bị bắt bớ. Đúng vậy, kính thưa quý bà và anh chị em, ngày hôm nay Chúa cho chúng ta nhìn thấy hình ảnh của tất cả những ai theo Chúa, và ngài mời gọi tất cả mọi người chúng ta một điều, đó là hãy sống khôn ngoan như con rắn và đơn sơ như con bồ câu. Đó là chúng ta phải có một tinh thần phó thác vào Thiên Chúa. Chúng ta phải tin vào Thiên Chúa, một Thiên Chúa yêu thương con người chúng ta. Khi chúng ta thực sự tin vào Thiên Chúa thì tự nhiên Chúa sẽ chúng ta một điều rất là an ủi như thế này: mặc dầu chúng ta bị bắt bớ nhưng chúng ta có sự bình an. Và chính sự bình an này mà các thánh đã sẵn sàng
không để người ta nói là muốn bước qua thánh giá không? Tôi không chịu bước qua thánh giá, và các ngài đã sẵn sàng bước qua cái chết để nói vào niềm tin đó. Vì tại sao? Vì các ngài tin tưởng vào Thiên Chúa, vì các ngài có được sự bình an trong tâm hồn. Đúng vậy, kính thưa ông bà và anh chị em, chúng ta hãy nỗ lực. Chúng ta hãy nỗ lực sống mỗi ngày tới với Chúa. Tới với Chúa trong những giây phút cầu nguyện chúng ta, tới với Chúa trong thánh lễ mà chúng ta đang cử hành trong giây phút này, để làm gì? Để mỗi ngày Chúa tăng niềm tin cho tất cả mọi người chúng ta, để mỗi ngày chúng ta có thể làm chứng cho Chúa, sống yêu thương, sống tha thứ, và đặc biệt dám nói với Chúa cho bạn em của mình. Và khi chúng ta dám làm điều như vậy, dẫu rằng chúng ta có thể bị bắt bớ bởi bạn em chúng ta, nhưng chúng ta sẽ được phần thưởng mà Thiên Chúa ban cho tất cả các thánh đã sẵn sàng bước qua cái chết, đó là thiên đàng mà Thiên Chúa đang đợi tất cả mọi người chúng ta. Xin Chúa qua lời truyền cầu của Đức Trinh Nữ Maria ban ơn sức sức cho chúng ta, để chúng ta có một niềm tin sắt đá vào Thiên Chúa, để từ đó chúng ta dám nói sự thật trong cuộc sống của mình. Amen. Kêu gọi hối cải về việc đối xử với người di dân. Theo tin từ Vatican, trước khi nói trước công chúng, Đức Giáo hoàng Francisco làm dấu thánh giá và ném một vòng hoa trắng và vàng vào Địa Trung Hải để tưởng nhớ khoảng 20.000 di dân Phi Châu đã chết trong 25 năm qua khi đi tìm sự sống mới ở Âu Châu. Chỉ một vài giờ trước khi Đức Giáo hoàng Francisco đến đảo Lampedusa của Ý vào ngày 8 tháng 7, phòng duyên Ý đã áp tải một ghe chở người di dân đến hải cảng của đảo. 165 người di dân, mà một người trong số họ nói là đến từ Mali, đã đi 2 ngày trên biển để đến từ Bắc Phi. Những người này được đưa đến một trung tâm tiếp rước, là một cơ sở cách ly, nơi mà 112 người, quá nửa là dưới 18 tuổi, bị lưu giữ. Hầu hết những người này sẽ bị trục xuất, và chỉ có một số nhỏ được cấp quy chế tị nạn. Sau khi thấy tin đầu trên một tờ báo tháng 6 nói về người di dân chết đuối trên biển cả, trong bài giảng tại thánh lễ ngoài trời, Đức Thánh Cha Francisco nói ngài quyết định đi thăm Lampedusa, một hải đảo nhỏ với 6.000 dân và cách Tunisia 70 dặm. Ngài nói, những chiếc ghe này thay vì là nguồn hy vọng, lại trở thành tử thần. Người phụ nữ Costa Rica
mô tả phép lạ được chấp thuận trong việc phong thánh cho Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Theo tin CWN, một người phụ nữ Costa Rica mà phép lạ chữa lành khối u trong óc của bà đã mở đường cho việc phong thánh chân phước Gioan Phaolô Đệ Nhị, đã mô tả trường hợp của bà cho các phóng viên lần đầu tiên. Trường hợp của bà Floribeth Mora đã được giữ kín. Bà đã lên tiếng sau khi Tòa Thánh Vatican xác nhận tính chân thực của phép lạ mà bà đã trải qua. Người phụ nữ 50 tuổi này nói rằng các bác sĩ đã làm bà tuyệt vọng về khả năng được hồi phục và ngay cả về sự sống còn khi bà bị khối u trong óc vào tháng 4 năm 2011. Nhưng bà và gia đình đã cầu nguyện lên Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị vào mùng 1 tháng 5 năm 2011, trong khi đang coi lễ phong chân phước của Ngài trên truyền hình, bất chợt bà cảm thấy khỏe lên. Các bác sĩ xác nhận Mora đã được khỏi bệnh hoàn toàn một cách khó hiểu và não bộ của bà không còn dấu tích gì của khối u. Trường hợp của bà đã được các bác sĩ và thần học gia kiểm chứng kỹ lưỡng. Họ kết luận sự chữa lành của bà là một phép lạ và phép lạ này thỏa mãn những đòi hỏi cho việc phong thánh Đức Cố Giáo Hoàng người Ba Lan. Đức Thánh Cha cho các linh mục và nữ tu tương lai một chỉ nam để có một ơn gọi hạnh phúc. Theo tin từ Vatican, Đức Thánh Cha Francisco nói các linh mục, tu sĩ và nữ tu tương lai hãy hân hoan, chân thực và yêu mến trong khi phải chống lại những cám dỗ về đêm, tin đồn vẩn vơ và xe cộ đắt tiền. Trước 6.000 chúng sinh và thanh niên nam nữ đang cân nhắc đời sống tu trì, Ngài nói rằng ơn gọi không đến từ phong trào dối trá hay sự theo đuổi mục đích cá nhân. Đời sống tận hiến là kết quả của sự cầu nguyện và đáp trả lại lời mời gọi trăn trở nhưng đầy yêu thương của Chúa. Những người nam và nữ đến từ 66 quốc gia trong chuyến hành hương 4 ngày là một phần của việc mừng năm đức tin và bao gồm một hội thảo với Đức Thánh Cha Francisco vào ngày 6 tháng 7 và Thánh lễ Giáo Hoàng vào ngày 7 tháng 7. Đức Thánh Cha nói chuyện thân mật hơn 45 phút với một cửa tòa đông chật sảnh đường và cho những người trẻ cũng như lớn tuổi những bí quyết để có một ơn gọi thành công. Ngài nói, những nguy hiểm lớn nhất cản trở một đời sống tu trì hạnh phúc là chủ nghĩa vật chất và một nền văn hóa tin rằng không có gì là vĩnh cửu. Ngài nói thêm, ngay cả những tu sĩ nam nữ phải tránh những cám dỗ cho rằng phone di động mới ra lò, xe gắn máy nhanh nhất và chiếc xe làm mọi người trầm trồ sẽ làm họ hạnh phúc. Xin hãy đổ đầy.
mẹ và anh chị thân mến, chương trình tin mừng hôm nay xin được tạm kết thúc nơi đây. Chúng con xin kính chúc quý ông bà, cha mẹ và anh chị luôn được tràn đầy niềm vui và bình an của Chúa Cứu Thế và mẹ Maria, mẹ hằng cứu giúp. Và xin hẹn gặp quý ông bà, cha mẹ và anh chị trong chương trình kỳ tới.